nóng kẻ cầm đầu cùng bốn đối tượng truy sát giang hồ quân xa lộ ra đầu thú thưa quý vị vào ngày 9 tháng 11 được sự động viên thuyết phục của cán bộ Cục cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh năm đối tượng trong nhóm chiếm chết dân hồ quân xa lộ đã đến cơ quan công an đầu thú thông tin trên báo công an Dân dân vào ngày 9 tháng 11 năm đối tượng trong nhóm giang hồ chiếm chết quân xa lộ đã ra đầu thú Năm đối tượng đều trú tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, gồm Hồ Thanh Phương, tên gọi khác là Sử, sinh năm 1986, có một tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng; Vương Vũ Hoàng, tên gọi khác là Tâm Chùa, sinh năm 1990, có một tiền án tội trộm cắp tài sản; Phan Thanh Dậu, tên gọi khác là Ba Đen, sinh năm 1990, có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và đánh bạc; Nguyễn Duy Hải, tên gọi khác là Bì, sinh năm 1999, có một tiền án tội trộm cắp tài sản. Lê Minh Tiến tên gọi khác là Đỏ, sinh năm 2002. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận vào tối ngày 4 tháng 11, Hồ Thanh Phương, thường gọi là Sử, được Nguyễn Tiến Minh Tài sinh năm 1982, Võ Thùy Linh sinh năm 1991, nữ Việt Kiều Úc và Nhàn gọi đến đánh, đánh Mai Văn Quân, tức quân xa lộ, xuất phát từ việc hai bên có mâu thuẫn với nhau. Hồ Thanh Phương gọi điện cho đối tượng Vương Vũ Hoàng, tức Tâm Chùa, thỏ và một số đối tượng khác mang hung khí, gồm dao tự chế, xiên, gậy đến quán karaoke Nice ở đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức truy sát quân. Thái quân đang đứng ở trước cửa quán karaoke, Hồ Thanh Phương cùng khoảng 15 đối tượng cầm theo hung khí lao vào đánh quân. Phương là người cầm dao tự chế, chém vào tay quân đầu tiên. Sau đó các đối tượng khác cầm hung khí lao vào chém quân. Quân chạy xuống dưới hầm xe, Phương cùng các đối tượng khác đuổi theo xuống hầm, tiếp tục chém nhiều nhát vào người nạn dân. Khi quân chạy được lên dốc hầm, chảy nhiều máu và gục xuống, thì Phương cùng các đối tượng mới bỏ đi khỏi hiện trường. Sau khi gây án, Phương cùng các đối tượng được Tài, Linh, Giàng đưa đi trốn ở nhiều nơi như thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Văn Thiết, tỉnh Bình Thuận, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Phước. Trước đó, theo báo Người Địa Tình, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, vụ án và đang tạm giữ 6 đối tượng gồm Võ Thùy Linh, sinh năm 1991, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Ti Thành Đại, sinh năm 1985, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Đặng Quốc Duy, sinh năm 2003, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Bùi Quốc Duy, sinh năm 2003, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Nguyễn Tiến Minh Tài, sinh năm 1982, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức, và Nguyễn Anh Trung để điều tra, xử lý và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại. Nguyên nhân của sự việc xuất phát từ việc Võ Thùy Linh làm ăn mua bán nhà đất với Nguyễn Anh Trung, sinh năm 1984, ngụ quận 1. Trong quá trình giao dịch, hai bên phát sinh mâu thuẫn. Trung cho rằng Linh nợ mình khoảng 40 tỷ đồng, ngược lại Linh tố Trung nợ mình hơn 30 tỷ đồng. Sau khi tìm cách hạ dục đối thủ bằng nhiều cách, Trung và Linh tìm đến giang hồ giờ can thiệp. Trung qua các mối quan hệ đã tìm đến nhờ vả quân xa lộ, còn Linh thì tổ chức đi nhậu rồi đánh tiếng với một giang hồ máu mặt khác là sử trước khi xảy ra sự việc một tuần hai nhóm trên đã gặp nhau nhưng mâu thuẫn vẫn không được giải quyết